Cơ chế lân hai chiều kích kháng phòng được xì mũ không anh? Đây là một câu hỏi quá hay và mình nghĩ là các bạn sầu riêng nên dừng lại đây và nghe cái clip này cho hết nha. Tại vì kênh mình biết các bạn sử dụng những dòng ví dụ như Arifos 400, Arifos 500 hoặc là cái gì đó nó có chứa từ phos cuối rất là nhiều. Và cái nước của nó là trong trong xanh xanh đó, thì đó là những dạng dòng phos và dòng lân hai chiều. Vậy thì bây giờ mình cùng tìm hiểu cái này nó có cái gì. Đại khái thì các bạn đừng có thần thánh quá về cái dòng này. Như vậy thì cái dòng này là gì? Dòng này đó là dòng lân và kali cao. Nói thẳng cái gì đi, lân và kali cao, nhưng mà nó không phải là lân và kali cao, nó là tiền thân của lân. Ví dụ như một cái dòng sản phẩm bình thường, lân và kali cao là những dòng sản phẩm như MKB là mono kali phosphate, đó là dạng dòng lân và kali cao nhưng mà dạng bột đó. Còn cái anh này là ảnh là dạng nước, nhưng mà tiền thân ảnh mới chỉ là tiền thân của lân thôi. Có nghĩa là lân á sẽ là PO4, nhưng mà anh này sẽ là tiền thân của lân, ảnh là PO3. Và PO3 ảnh mang cái tính axit nó cao hơn so với PO4. Và chính vì hắn mang cái tính axit cao cho nên là khi mà phun lên cây đó, thì bản thân cái axit này nó sẽ lụm được một số dòng chủng nấm. Nó sẽ lụm được một số dòng chủng nấm. Và chính vì khi mà lụm được một số dòng chủng nấm này đó, cho nên là mấy ảnh mấy quảng cáo là sẽ ngừa luôn hoặc là sẽ quất luôn những cái số nấm bệnh, ví dụ như xì mũ. Nói chung là giống như là cái kiểu là một mũi tên bắn hai con nhạn luôn, là tao vừa trị bệnh, tao vừa kháng cho cây luôn. Nhưng mà bây giờ cái tác dụng của cái anh này là gì? Cái anh PO3 này khi mà anh vào anh làm cái vấn đề đó xong đó, vấn đề về axit yếu của anh xong đó, sát trùng sát nấm các kiểu gì đó không biết của anh. Rồi sau đó anh sẽ chuyển thành PO4. Mà cái PO4 chính là cái lân dễ tiêu. Lân dễ tiêu thì tác dụng của lân là gì? Mọi người nhớ tác dụng của lân đó là lân là lực, lực thân, lực rễ, lực cành, lực nhánh, lực lá gì đó. Bản thân nói chung lân là lực đi, đơn giản gì đi cho dễ hiểu. Rồi khi mà nó chuyển thành cái lân và kali bình thường cao đó thì nó sẽ có những cái tác dụng khác đối với cây. Đại khái là giống như cái cây nó sẽ lực lên, nó hồi sức nó sẽ tốt hơn, nó có đồ ăn ngon rồi nó sẽ hồi sức tốt hơn. Thì đó là cái bản thân của cái những dòng phos mà mọi người hay xài. Nhưng đừng có thần thánh hóa về cái dòng này, đừng có thần thánh hóa về dòng này. Đại khái là cái dòng này thì nếu như mà cái giá thành của nó mắc hơn khoảng 20, mình nghĩ là 20 và 25% so với cái dòng MKB thì mình còn chơi được. Chứ còn bây giờ mà mình thấy giá cả so với những cái dòng mà MKB thông thường giá nó quá mắc hơn, thậm chí là mắc đôi khi gấp đôi luôn. Thậm chí hơn gấp đôi nữa. Mình thấy cái giá nó hơi quá đáng quá so với hiện tại. Và giống như thần thánh quá thì mình thấy mọi người nói chung là nên cân đo đong đếm cái túi tiền mà lúc nào mà mình xài nó phù hợp. Và nhược điểm của dòng này là nó sẽ nóng. Nhược điểm dòng này là axit mà nó sẽ nóng, cho nên mọi người lưu ý ha. Mang tính axit thì sẽ rất nóng cho cây. Thì mà sẵn cho quảng cáo nữa, nếu như mà anh nào muốn quan tâm tới xì mũ thì bên anh có cái dòng sản phẩm của Mỹ, đó là cái Nano Amor nha. Gốc đồng, gốc bạc, dạng nano và chitosan. Chitosan là vua lưu dẫn và là vua phòng thử, vua kích kháng luôn. Còn muốn biết hay không thì mọi người cứ xài trên sầu riêng 2-3 lần đi rồi sẽ biết kết quả của Nano Amor ha. Rồi chào tạm biệt em nghe, nói clip dài quá mà cũng 3 phút mấy rồi. Rồi bye bye em.